Trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần, ngày 6 tháng 2, tại sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Hội golf Hương Yên đã tổ chức giải golf Hương Yên mở rộng. Tham dự giải có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội golf tỉnh Hương Yên và gần 200 golf thủ đến từ tỉnh Hương Yên và các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương. Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội golf Hương Yên đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp cùng những người chơi golf trong tỉnh đã thành lập Hội golf tỉnh Hương Yên. Dù mới được thành lập và là thành viên non trẻ của Hiệp hội golf Việt Nam, nhưng Hội golf tỉnh Hương Yên đã thu hút tập hợp được trên 100 hội viên tham gia. Đồng chí mong rằng hội không chỉ là nơi tập hợp của những người yêu thích chơi golf, mà đa số các hội viên là những doanh nhân, chủ doanh nghiệp đang có dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hương Yên, cần phải đẩy mạnh liên kết hơn nữa, hợp tác để cùng phát triển. Qua đó, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hương Yên lớn mạnh hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, vị thế của tỉnh và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, nộp ngân sách cho nhà nước. Về thể thức thi đấu, giải được chia làm 3 bảng, các vận động viên thi đấu sân golf 27 lỗ. Sau gần một ngày thi đấu với tinh thần hợp tác, giao lưu trong không khí đầu xuân năm mới, giải đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải cho các golf thủ đạt thành tích tốt nhất tại 3 bảng đấu và trao các giải chính, giải kỹ thuật ở từng nội dung thi và tổng hợp tất cả các nội dung thi đấu. Hội viên của Hưng Yên thì đa số là các doanh nghiệp. Thế nhưng chúng tôi là khi đã thành lập Hội golf Hưng Yên thì coi nhau như những người con trong một mái nhà chung, thì cùng nhau hỗ trợ để doanh nghiệp để phát triển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn tổ chức để những chương trình từ thiện để giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội. Sự ra đời của Hội golf tỉnh Hưng Yên sẽ là cầu nối giúp gắn kết những người yêu golf là các chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mạnh hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Đi liền với đó, thời gian tới, hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, các hội viên cùng nhau xây dựng Hội golf tỉnh Hưng Yên vững mạnh về mọi mặt.